Đối Dũng xin chào khán giả của VietTV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Dân lục địa Trung Quốc phản đối giới hạn ra vào Hồng Kông. Lính Pháp bị điều tra tội hiếp dâm trẻ em ở Trung Phi. Và thống đốc Texas ra lệnh theo dõi tập trận của các đơn vị liên bang. Sau đây là phần tin chi tiết. Tuy chỉ sống và làm việc ở nơi cách Hồng Kông chừng vài trăm mét, người dân tại thành phố Thẩm Quyến đang giận dữ vì các giới hạn do chính phủ đặt ra về việc ra và vào cục lục địa của Anh. Gần 2 thập niên sau khi vùng lãnh thổ này được trao trả cho Trung Quốc, theo hệ thống một quốc gia hai hệ thống, mô hình này đang làm cả hai phía căng thẳng qua việc người dân Hồng Kông xuống đường đòi có thêm dân chủ, trong khi nhiều triệu người lục địa ào ạt kéo đến thu mua vơ vét hàng hóa nơi này. Áp lực đó đã khiến người dân Hồng Kông bực bội, tạo ra các cuộc xuống đường biểu tình chống đối, ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh và làn sóng người dân lục địa đến mua các mặt hàng kể cả sữa bột trẻ em, điện thoại iPhone và giường bệnh viện. Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh trong nỗ lực vuốt ve dân chúng Hồng Kông đã chấm dứt việc cấp giấy phép cho dân ở Thẩm Quyến được ra vào Hồng Kông không giới hạn. Nay chỉ được mỗi tuần một lần. Giới hữu trách cho hay điều này được thực hiện theo yêu cầu Hồng Kông và điều này khiến người dân Thẩm Quyến bất mãn. Người dân Hồng Kông nói rằng việc thu mua ào ạt hàng hóa đã khiến giá cả nơi đây tăng vọt, cũng như khiến nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm. Họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối ở các khu thương xá có nhiều người lục địa sang mua và đã từng xảy ra bạo động. Còn số người lục địa sang thăm Hồng Kông, nơi có dân số khoảng 7.3 triệu, đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua, từ 22.7 triệu năm 2010 lên 47.2 triệu hồi năm ngoái. Các công tố viên cũng như giới chức quân sự Pháp đang điều tra các báo cáo cho rằng lính Pháp hoạt động tại Trung Phi từng hãm hiếp trẻ em nơi đây khi được đưa đến để bảo vệ người dân nơi này. Cuộc điều tra của chính phủ Pháp diễn ra sau khi có cuộc điều tra sơ khởi của Liên Hợp Quốc khoảng 1 năm trước đây. Tất cả cuộc điều tra này đều đã được giữ kín cho tới khi tờ báo The Guardian của Anh loan tải bản tin về việc này, khiến những giới chức liên hệ phải công nhận điều này. Một nhân viên Liên Hợp Quốc đã tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra cho giới chức Pháp hay hồi năm ngoái. Theo văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người này được chính phủ Thụy Điển xác định là công nhân Thụy Điển tên Anders Compass và đã bị tạm ngưng công tác và hiện đang bị điều tra nội bộ. Cộng hòa Trung Phi từng trong tình trạng bạo động dữ dội giữa tín đồ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo kể từ cuối năm 2013. Có ít nhất 5.000 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Lính Pháp được gửi tới nơi này vào cuối năm 2013. Sau đó, Liên Hợp Quốc thành lập đội quân gìn giữ hòa bình gồm 12.000 người và đưa đến đây hồi tháng 9 năm ngoái. Đầu năm 2014, Văn phòng Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở thủ đô Bangui ở Cộng hòa Trung Phi mở cuộc điều tra về các tố cáo xâm phạm tính dục trẻ nhỏ của lính Pháp. Các vụ này cũng được biết xảy ra trước khi Liên Hợp Quốc đến thay thế lính Pháp. Cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc nay được chuyển sang cho giới chức Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp cho hay có 16 lính Pháp tình nghi hiếp dâm 10 bé trai tuổi từ 8 đến 15. Thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott hôm thứ Ba ra lệnh cho vệ binh quốc gia Texas phải theo dõi cuộc tập trận của quân đội Liên bang Mỹ mang tên Z-Team 15, trong lúc có các tin đồn trên mạng Internet nói rằng đây là cuộc tập trận để chuẩn bị cho trường hợp quân đội chiếm chính quyền ở Mỹ. Lệnh này được đưa ra một ngày sau khi có 200 người kéo đến đầy chật một hội trường ở Bastrop County, một vùng thôn quê ở Texas, để chất vấn một cấp chỉ huy lục quân Mỹ về tin đồn nói rằng chính phủ Mỹ đang chuẩn bị tịch thu súng và thi hành thuyết của luật. Thẩm phán Bastrop County, ông Paul Pepp cho hay nơi này hiện đang tràn ngập các tin đồn liên quan đến âm mưu quân đội đảo chính cướp chính quyền, cùng nhiều lo lắng khác liên quan đến quyền tự do của dân, nhất là quyền giữ súng. Thẩm phán Pepp nói rằng thống đốc Abbott đã làm điều phải khi đưa ra lệnh trên. Điều ông tin rằng sẽ giúp cho việc huấn luyện và ngăn chặn có thêm các tin đồn sai lạc. Các nghi ngờ về mục tiêu đích thực của cuộc tập trận Z-Team đã được thành phần bảo thủ loan truyền rộng rãi sau khi có một tấm bản đồ tập trận trong đó ghi Texas, Utah và một số nơi ở California là khu vực thù nghịch. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin người VietTV hôm nay. Xin hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới.